Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau đi đến với câu chuyện truyền cảm hứng có tựa đề Chiếc thùng gỗ trong gió. Một cậu bé da đen trông coi những thùng gỗ bằng gỗ cây cao su tại nhà máy rượu nho của cha mình. Hàng sáng, cậu dùng rẻ lau sạch sẽ từng thùng gỗ một, sau đó xếp chúng thành từng hàng rất ngay ngắn. Nhưng điều khiến cậu rất buồn phiền đó là cứ sau một đêm thì những thùng gỗ mà cậu xếp ngay ngắn thẳng hàng đêm qua đều bị gió thổi cho đổ nghiêng ngả. Cậu bé tủi thân và khóc. Người cha xoa đầu con và nói: "Con trai à, con đừng buồn nữa, chúng ta có thể tìm cách để chinh phục gió." Thế là cậu bé lau khô nước mắt, ngồi cạnh những chiếc thùng mà nghĩ. Cậu nghĩ mãi, nghĩ rất lâu, và cuối cùng thì cũng nghĩ ra cách. Cậu ra giếng múc lên nhiều thùng nước sạch, sau đó đổ nước vào trong những chiếc thùng gỗ. Sau đó, cậu về nhà ngủ mà trong lòng vẫn thấp thỏm không yên. Ngày hôm sau, khi trời mới tờ mờ sáng, cậu bé đã vội vàng dậy. Cậu chạy đến nơi đặt những chiếc thùng để xem. Những chiếc thùng gỗ đó vẫn ngay ngắn thẳng hàng, không có chiếc nào bị gió làm đổ, cũng không có thùng nào bị gió làm nghiêng ngả. Cậu bé rất vui sướng, cậu nói với cha của mình: "Muốn thùng gỗ không bị gió thổi đổ thì phải làm những chiếc thùng gỗ nặng hơn." Cha cậu bé mỉm cười và hết lời khen ngợi con trai. Triết lý và cảm nhận: chúng ta không thể chế ngự gió hay rất nhiều thứ khác trên thế giới này. Tuy nhiên, chúng ta có thể thay đổi chúng ta, thay đổi khả năng và tư duy của chúng ta, nâng cao khả năng của bản thân. Đây chính là cách duy nhất giúp một người không bị quật ngã.